Tại Trung Quốc, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân trong trận động đất xảy ra vào đêm qua. Theo những thông tin mới cập nhật thì cho đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6.2 độ ở tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc đã tăng lên con số là 118 người và hơn 500 người khác bị thương. Các nhà chức trách Trung Quốc đã huy động hàng nghìn nhân viên cứu hộ cùng lực lượng công an, cứu hỏa, y tế nhằm khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng động đất lực lượng cứu hộ vận chuyển hàng chục nghìn chăn đệm, giường gấp và liều bạt cho những nạn nhân động đất. Cho đến nay, công tác cứu hộ đang bị cản trở bởi thời tiết xấu. Với nhiệt độ giảm thấp xuống mức âm 14 độ C, tâm trấn của trận động đất nằm ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc là khu vực đồi núi và khó tiếp cận với các phương tiện vận tải. Thêm vào đó, các nhà chức trách cho biết có khả năng sẽ xuất hiện dư chấn mạnh sau động đất có khả năng xảy ra dư chấn với cường độ lên tới 5 độ ở khu vực tâm chấn trong những ngày tới. Chúng tôi sẽ tiến hành giám sát và theo dõi chặt chẽ dư chấn. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá tổng thể tác động của thảm họa động đất lần này. Bên cạnh thiệt hại về người, trận động đất, đất cũng gây ra thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất. Nhiều ngôi nhà đã bị nứt hoặc đổ sập, trong khi nguồn cung điện và nước bị gián đoạn ở một số ngôi làng trong khu vực. Ngày hôm qua, ngày 18 tháng 12, một ngọn núi lửa đã phun trào ở phía tây nam của Iceland sau khi nước này ghi nhận nhiều trận động đất liên hoàn trong những tuần vừa qua. Đoạn phim được Cơ quan Bảo vệ Dân sự Iceland quay lại cho thấy là dung nham phun trào liên tục từ những khe nứt quanh khu vực núi lửa. Trước đó, thì chính quyền Iceland đã sơ tán gần 4.000 cư dân ở thị trấn Grindavik và đóng cửa khu spa địa nhiệt nổi tiếng thế giới Blue Lagoon gần khu vực trên. Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Anh cho biết là vết nứt trên mặt đất dài khoảng 3,5 km và đang phát triển nhanh chóng. Theo các chuyên gia, hiện tại có khoảng 100 đến 200 mét khối dung nham xuất hiện mỗi giây, cao gấp nhiều lần so với những vụ phun trào trước đây trong khu vực.